Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên trên cơ sở hợp nhất hai bộ tộc Âu Việt của Thục Phán An Dương Vương và Lạc Việt, hay còn gọi là Văn Lang của Vua Hùng. Lãnh thổ nước Âu Lạc cũng được mở rộng trên cơ sở sáp nhập hai vùng lãnh thổ Văn Lang và Âu Việt. Vì vậy, nước Âu Lạc là một bước phát triển mới, kế tục nước Văn Lang. Trong triều An Dương Vương, giúp việc cho vua vẫn có các Lạc Hầu. Lạc Hầu có thể là tướng văn nhưng cũng có thể đồng thời là tướng võ, chỉ huy quân đội và thay mặt nhà vua giải quyết công việc trong nước. Theo truyền thuyết dân gian, trong triều An Dương Vương có nhiều tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu, Đinh Toán. Ngoài ra còn có một số bộ phận làm công việc tôn giáo, thu cống phẩm, giữ kho tàng, truyền lệnh vua. Lạc tướng đứng đầu bộ, cai quản một đơn vị hành chính địa phương. Lạc tướng phải thu nộp cống phẩm cho nhà vua, thường xuyên truyền mệnh lệnh từ trên xuống. Khi có chiến tranh, lạc tướng là thủ lĩnh quân sự địa phương và chịu sự điều động của nhà vua. Thời Âu Lạc đã có những tiến bộ đáng kể trong sản xuất nông nghiệp. Với nghề rèn ngày càng tiến bộ, người dân đã làm ra nhiều công cụ sản xuất như lưỡi cày đồng, cuốc sắt, rìu sắt. Nhờ đó, người dân trồng trọt dễ dàng hơn, lúa gạo, khoai, đậu, rau củ ngày một nhiều lên. Cùng với công cụ sản xuất, cư dân thời Âu Lạc đã làm ra nhiều sản phẩm đẹp, tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức bằng đồng. Bên cạnh đó, nghề làm đồ gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền cũng ngày một phát triển. Vào thời kỳ này, lễ hội rất phổ biến, là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Lễ hội được tiến hành rải rác quanh năm, trong đó đặc sắc nhất là ngày hội mùa với nhiều nghi lễ như đâm trâu, bò và các hình thức hát múa, diễn sướng dân gian. Trong các buổi lễ hội có những sinh hoạt nổi bật như tục lệ đánh trống đồng, thường do một người đánh hoặc hòa tấu từng cặp trống đực cái. Người đánh trống bận lễ phục hình chim ở tư thế ngồi hay đứng. Hội giã gạo với từng đôi nam nữ cầm chày dài, giã cối tròn tạo nên hình ảnh tượng trưng cho sự sinh tồn, cầu mong được mùa, giống nòi phát triển. Cùng với sự phát triển của lễ hội, nhiều phong tục tập quán ra đời đã nói lên sự phát triển phong phú của đời sống tinh thần trong xã hội Âu Lạc. Trong đó, đáng kể nhất là tục cưới xin. Sách Lĩnh Nam Chích Quái mô tả nghi thức chính của phong tục hôn nhân thời này như sau. Khi chưa có chầu cau, việc hôn thú giữa nam và nữ thì trước lấy gói muối hay nắm đất làm đầu, sau đó mới giết trâu, giết dê để làm đồ lễ. Lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân. Một trong những dấu tích của thời Âu Lạc còn để lại đến ngày nay là thành Cổ Loa, Hà Nội, và hàng vạn mũi tên đồng được khai quật ở gần thành cổ. Sau khi An Dương Vương bị Triệu Đà của nhà Trần đánh bại, nhà nước Âu Lạc bị thôn tính, đất nước ta rơi vào thảm họa hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Thank you.
Tháng 2 năm Canh Tý, tức năm 40, Trưng Chắc cùng với em gái là Trưng Nhị phát động cuộc khởi nghĩa ở cửa sông Hát thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến về xuôi, tiến đánh Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, thủ phủ của chính quyền nhà Đông Hán ở Giao Chỉ. Chế độ áp bức của nhà Hán bị quật đổ, Luy Lâu được giải phóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hai Bà Trưng đã giải phóng được 65 huyện thành, toàn bộ lãnh thổ nước Việt hồi đó. Trưng Chắc được suy tôn làm vua, hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng mở đầu cho phong trào chống ách đô hộ phương Bắc của nhân dân ta. Cuộc khởi nghĩa đánh quân Ngô do Triệu Thị Trinh và anh trai là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo bùng nổ vào năm 248 và nhanh chóng lan ra khắp quận Giao Chỉ. Từ núi rừng Ngàn Nưa, nghĩa quân Bà Triệu tấn công thành Tư Phố, giành thắng lợi. Bà Triệu cùng nghĩa quân vượt sông Mã xuống vùng Bồ Điền xây dựng căn cứ địa. Khi Triệu Quốc Đạt tử trận, Triệu Thị Trinh lãnh đạo toàn bộ quân khởi nghĩa chiến đấu chống quân Ngô. Bà tự xưng là Ngụy Kiều tướng quân. Vua Ngô điều 8.000 quân sang nước ta đàn áp phong trào khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa bị thua trận, suy yếu dần và tan vỡ. Bà Triệu phải rút về núi Tùng Sơn, rồi rút gươm tự vẫn vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn 248. Năm 930, vua Nam Hán mở cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ nhất, đánh bại chính quyền Khúc Thừa Dụ, chiếm thành Đại La. Năm 931, được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt trong vùng, Dương Đình Nghệ kéo quân ra Bắc, bao vây công phá thành Đại La. Cuộc khởi binh đánh đuổi quân xâm lược dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ hoàn toàn thắng lợi, chấm dứt mưu đồ Hán hóa của giặc phương Bắc. Dương Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ, cai quản việc trong châu. Ông là một trong những người có công phục hồi và mở rộng thành Đại La để trở thành kinh đô Thăng Long vào thế kỷ thứ 11. Ngô Quyền, quê ở Đồng Lâm, là người có sức khỏe, mưu cao, chí lớn. Trong cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, Ngô Quyền đã chiến đấu anh dũng nên được Dương Đình Nghệ tin yêu, gả con gái cho và sau đó phong làm thứ sử, trấn giữ Ái Châu, Thanh Hóa. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị tướng của mình là Kiều Công Tiễn sát hại. Được tin đó, Ngô Quyền đã kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán, tạo tiền lệ cho quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngô Quyền tiến quân vào thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn, đồng thời chuẩn bị chống quân xâm lược. Để ghi nhớ công lao của Ngô Quyền, người lãnh đạo quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc và mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho nước nhà. Ở nhiều địa phương gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông đều lập đền thờ. Riêng ở Hải Phòng, nơi diễn ra trận chiến đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đã có trên 20 ngôi đền, đình, tử và khu di tích được xây dựng. Có những đền thờ được lập cách đây hơn 1.000 năm, cũng có khu di tích mới được xây dựng. Ngoài Hải Phòng, tại Đường Lâm, nay là thị xã Sơn Tây, Hà Nội, quê hương ông, cũng có đền thờ và lăng Ngô Quyền. Lăng mộ được xây dựng năm Tự Đức thứ 27, 1874 và trùng tu năm Minh Mạng thứ 2, 1821. Đặc biệt,
Trong quần thể đền và lăng Ngô Quyền có 18 cây dưới cổ. Tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi, ngựa đã được công nhận là cây di sản quốc gia. Tại những ngôi đền này còn lưu giữ hàng trăm hiện vật, cổ vật và hàng chục bản sắc phong có niên hiệu từ năm 1522 đến 1924. Trong đó, nhiều sắc phong suy tôn Ngô Quyền là Ngô Vương Thiên Tử và Thượng Đẳng Tối Linh Đại Vương. Đặc biệt, một số đền thờ còn lưu giữ những chiếc cọc chứng tích của trận Bạch Đằng lịch sử năm 938.